Tóc mái của tôi. À, yeah. À, còn gì công ty, anh có sắp cho ai xử lý? À, được, vậy để tôi. Ờ, thôi khỏi, việc gấp thì tôi xử lý xong. Ông chủ chỉ cần thay thế tôi tới cái chừng công trường một chút thì được rồi. Được, tôi biết. Việc xảy ra như vậy, không còn cách khác. À, tôi cũng mong má của anh sớm được bình phục. Dạ, cảm ơn ông chủ. Ừ, được rồi, về đi. Châu, anh đã cắm bông vào rồi. Vĩnh Châu à, đều là lỗi của anh. Việc này đều là lỗi của anh, cho nên mong em đừng có giận. Sao vậy? Sao ra chuyện gì? Ba, con không khỏe. Không khỏe? Con có sao hay không? Em làm gì vậy? Để anh nói chuyện. Alo, má con có ở nhà không? Có. Má con ở nhà. Nhưng mà con muốn gặp ba. Ba cũng biết. Lúc mà con bị bệnh, con rất thích ăn trái táo. Ba mua táo cho con ăn có được không? Đồng, Đồng Khuê, để anh nói chuyện. Nếu anh còn dám tới nhà của họ nữa thì hai chúng ta coi như xong chuyện. Nelly à, hôm nay có lẽ ba không rảnh để tới nhà con. Ba đang kẹt công chuyện. Phải, hôm nay ba phải thức đêm để làm cho xong. Ba tới một chút thôi, đâu phải ở xa lắm, lái xe chưa tới 10 phút, hả? Nelly à, ba thật sự không có rảnh để tới được, xin lỗi con. Ba thật sự không rảnh. Ba. Con về phòng thay áo, rồi xuống lầu ăn cơm đi. Ba tới rồi, chắc là ba tới. Sao nói là con bị bệnh? Má của con bị bệnh. Má của con đâu? Tôi hỏi là má của con đâu? Chị Dân Mỹ, tôi tới thăm bệnh. Cảm ơn cô. Mời cô ngồi. Nelly, về phòng trước đi con. Con nên ở lại đây, có ít việc con cũng nên nghe được. Nelly à, về phòng trước. Chờ tôi nói xong rồi mới về. Từ nay, ngoại trừ ngày định kỳ gặp mặt, con cũng được tới kiếm ông Khuê. Nếu mà con bị tôi phát hiện không có việc mà gọi cho ông ta, từ nay đừng hòng gặp được ba của con. Bà nói cái gì? Tôi không được gặp ba tôi. Chuyện này không phải do bà quyết định. Nelly,
Con sao vậy? Tại sao cô nói những việc như vậy với đứa nhỏ? Là người nào đã lợi dụng con nít để gọi điện thoại tới quấy nhiễu? Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, mời cô đi về. Chị hãy bỏ việc nhờ ông xã của tôi thiết kế bản đồ phòng mạch. Tôi không muốn tiếp tục phải nhịn nữa. Dựa về đâu? Cô là Ngô Đông Khuê à? Đối tượng tôi nhờ cậy là Ngô Đông Khuê chứ không phải là cô. Nhưng mà Ngô Đông Khuê là chồng của tôi. Tôi là vợ của ảnh, có thể đại diện cho ảnh. Chị không nghe cô cầu vợ chồng đầm tâm hay sao? Chị không nên làm phiền tới ảnh nữa. Chị đừng có hòng dự vào cơ hội này gặp mặt của ảnh. Việc công và việc tư không nên lẫn lộn vào nhau. Chị mới là người không phân rõ công tư. Sao chị còn bám lấy anh ta? Chị có tội như vậy hay không? Cô, cô đã nói đủ chưa? Đừng có cãi nhau nữa. Hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa. Đông Khuê, Vĩnh Châu, em hãy theo anh về nhà. Ở nhà chỉ còn có một mình Trung Hiền. Nó không thấy chúng ta, nó sẽ khóc. Anh hãy nói với người đàn bà này, anh không muốn nhận mối làm ăn của cô và không để cho cô ta xuất hiện ở trước mặt của anh. Anh nói, anh sẽ nói, em ra trước đi. Em muốn anh nói ngay bây giờ. Anh cũng thấy, Nelly nói nó bị bệnh, rốt cuộc đâu có ai bệnh. Em nghĩ chắc là bà ta đang đóng kịch. Anh nói mau. Xin lỗi, anh không thể giúp em để làm thiết kế. Sao anh phải xin lỗi? Em yên tâm, anh sẽ chiếu theo điều kiện trên hợp đồng để đền bù gấp đôi. Tôi cảnh cáo chị, không được mượn bất cứ cớ gì để xuất hiện ở trước mặt của chồng tôi. Nói cái gì? Trưởng phòng Lý đi mất rồi. Vậy nghĩa là sao? Hả? Hiện giờ công trường sẽ ra chuyện gì? Anh phải tỉ mỉ thuật lại cho tôi biết. Trưởng phòng Lý đã thu hết số tiền của khách hàng đã trả cho chúng ta. Còn tiền phải trả cho những nhà thầu mua hàng của họ thì lại không trả cho người ta. Nếu như vậy, trong thời gian qua, người điều động tiền bạc đều do một mình anh ta xử lý. Dạ. Anh gọi điện thoại tới nhà của trưởng phòng Lý ở miền Nam.
thử coi anh ta nói gì thầm mẹ. Tôi đây có nhận được điện thoại anh ta nói như vậy. Rốt cuộc tôi gọi về mới biết má anh ta không hề bị bệnh. Vậy mình phải làm sao? Để tôi suy nghĩ một lát. Hôm nay đang là ngày đình công thứ hai. Anh đừng có nói chuyện, để tôi suy nghĩ.